Không, tôi xin mời các bạn đến với xét đấu thứ ba, kèo 4-4 nha các bạn. Ví dụ bốn bên kia thì gồm có bên phải là Thống Bến Cầu, bên trái là Tuấn An, giữa là Nhật và chiền hai là Thương. Ví dụ bốn bên này lưới thì có Bình Sinh Viên, Lam Trắng Bàn, Phúc Long An và Anh Đông chiền hai các bạn. Sẽ là đánh mà 15 điểm tới các bạn. 7 điểm đổi sân. Bóng không qua lưới, điểm đầu tiên cho phía bên Tuấn An nha các bạn. Điểm 1-0. Bên này bên trái là Lam Trắng Bàn, bên phải là Bình Sinh Viên, giữa là Phúc nha các bạn. Chị hai là Đông. Quá đẹp. Và là bóng chạm tay trắng ra ngoài của Lam Trắng Bàn. Điểm 1-1. Bỏ bóng tốt của Tuấn An. Điểm 2-1 cho Tuấn An. Và là bóng của Bình Sinh Viên ra ngoài các bạn. Tiếp tục điểm cho phía bên Tuấn An. 3-1. Dài luôn. Quá hay. Và nỗ lực cứu bóng của Đồng Nhầm Hồng thành công nha các bạn. Vẫn là điểm cho phía bên Tuấn An. 4-1. Làm chạm tay trắng của Thống Bến Cầu ra ngoài. Điểm 2-4. Điểm cho phía bên Lam nha các bạn. Điểm 3-4. Quá hay. Vẫn là điểm cho phía bên Lam nha các bạn. Tỷ số được quân bằng. 4-4. Tiếc cho Bình Sinh Viên. Và bóng không qua lưới. Điểm cho phía bên Tuấn An. 5-4. Đổ. Để còn. Tiếp tục. Thấp rồi. Quá tốt. Và chuyền bóng quá thấp. Pha đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài của Lam Trắng Bàn. Quá hay cho Bình Sinh Viên. Lại là pha bóng phát bóng khó chịu. Nâng tỷ số lên 6-5.
lẩm bí cái gì không mà mày kêu. Pha bóng của Bình Chiên Viên ra ngoài các bạn. Điểm số tụi quân mặt 6 đều. Bảy đều hả? Xin lỗi các bạn, điểm số hiện tại là 8-7 nha các bạn. Quá hay hệ thống rồi. Tiếp tục là điểm cho phía mình Tướng An nha các bạn. Điểm 9-7. Rồi qua bên đây luôn nè. Trời ơi, lại là pha chắn bóng thành công của Tuấn An. Điểm 10-7. Không phải. Không phải. Hai hai người chơi giữa đi. Rồi chính đi, không phải. Wow, pha bóng không qua lưới của Nhật. Điểm cho Lâm. 8-10. Wow, bộ bóng quá dẻo của làm chẳng bàn nha các bạn. Điểm 9-10. Tiếp tục là điểm cho phía bên làm chẳng bàn các bạn. Điểm 10 đều. Quá hấp dẫn cho set đấu thứ ba này. Và bóng của Thống chạm tay trắng của Phúc ra ngoài các bạn. Điểm cho phía bên Tuấn An. Điểm 11-10. Và nỗ lực cứu bóng của Tuấn An không thành công. Điểm cho phía bên làm nha các bạn. Điểm số tiếp tục được quân bàn 11 đều. Trời ơi, quá bo rồi các bạn ơi. Đó là pha đá bóng của Thống Bến Cầu. Quá đẹp. Điểm cho phía bên Tướng An 12-11. Quá bo. Nhưng tiếc là bóng ra ngoài nha các bạn. Vẫn là điểm cho phía bên Tuấn An. Chạy vô. 13-11.
tiếp tục là một pha lập bóng không qua tay trắng của Lam Chân Mày. Điểm 14-11 cho phía bên Tứ Ngàn các bạn. Vẫn còn với pha là bóng vừa rồi thì cũng kết thúc set đấu thứ ba chung cuộc phía bên Tuấn An thắng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hay like share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.